Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Béo GB và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của 2 ngày luôn. Đó là ngày 17 và ngày 18 tây tháng 9 năm 2020 nhé. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, có thể nhắn tin Zalo, Facebook Béo GB 0937899707. Còn cách thức đặt hàng như thế nào thì các bạn có thể chụp hình màn hình lại để đọc rõ hơn cách đặt hàng, giá ship cũng như giờ hoạt động, cách thay đổi, bổ sung, kiểm tra đơn hàng trước khi đặt nhé. Còn bây giờ đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Bảo Trâm 167.000. Ten ten. Và đầu tiên bạn mua đó là một em búp bê cô gái Trung Hoa ha, mặc bộ váy sườn xám nè. Đó, bộ váy sườn xám rất là đẹp luôn. Có hoa nè ha. Rồi tóc thì là màu vàng tím, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là khuôn mặt của búp bê Trung Hoa rất là xinh luôn các bạn xem nè. Đó, cực kỳ xinh luôn. Giá thì cũng chỉ có 35.000. Bạn có mua một cái váy đơn giản 3.000 nữa nè. Rồi, còn có là một cái này là sổ ma thuật nha, để vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần 15.000 đồng. Một hũ slam mây, đây, hũ slam mây 3 màu luôn, được tặng kèm theo charm và tuyết là 30.000 đồng. Một cây bút dạ quang hình nấm 6.000 đồng, lọ điều ước là 7.000 đồng nhé. Ghi điều ước vào đây, để ở nơi bí mật và làm điều tốt nó sẽ trở thành sự thật. Wow, còn có là bút trà sữa nữa nè. Đó, và bút chân gấu toàn ten, có cái nó giống như là cái chuông gió luôn nha, nó kêu á, rất là đẹp luôn. 5.000 đồng một cây như thế này. Và tiếp đến thì còn có là cherry, Runji cherry 13.000 đồng nha. Một cái lắc tay nước ép nữa nè, quá dễ thương luôn, nước ép cam nha, 15.000. Và đơn hàng vừa rồi là đơn hàng mà mẹ Bảo Trâm đã tặng cho Bảo Trâm nhân dịp sinh nhật. Chúc Bảo Trâm sinh nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngoan ngoãn vâng lời ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng yêu Bảo Trâm nha. Tiếp đến là đơn hàng Hồng Như 146.000. Và bạn mua đó là một cái Runchy Cherry Hồng nè, 13.000 nha. Và tiếp theo thì bạn còn có mua đó là một cái áo hoodie nha, loại 100.000 đồng nè, tay dài ha. Rồi nè, có túi ở đây nè, có chữ Galaxy kim tuyến rất là đẹp. Áo còn có nón nữa nè. Đây, ở phía sau ha. Đây nè, rất là xinh luôn, 100.000 đồng. Và tiếp theo sẽ là đơn hàng của Triệu Thị Lai, 91.000 đồng. Và bạn mua đó là một cái sổ nha. Đây là sổ bí mật nè, có chìa khóa để khóa lại luôn. Hình công chúa rất là dễ thương, 35.000. Trang trí móng tay là 5.000 đồng. Và còn có là một cái quét ship dễ thương như thế này, 18.000. Tiếp theo Lê Thanh Tú ơi, đã đến đơn hàng của Lê Thanh Tú 139.000. Bạn mua đó là quyển sổ ma thuật vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần, loại lớn này là 26.000. Cái khổ nó là cỡ bằng A5 nha các bạn. Ten ten. Và còn có là một cây quạt sạc 4 trong 1 nha. Thứ nhất là sự dễ thương, thứ hai có thể soi gương, và thứ ba chúng ta có thể mở đèn để học, và quạt mát khi nóng nực, 4 trong 1 luôn, rất dễ thương, chỉ có 80.000 đồng. Xin chào Ngọc Diệp, và đã đến đơn hàng của Ngọc Diệp 203.000 đồng. Bạn mua đó là Runchy Bear nha. Đây, Runchy Bear là 13.000 đồng. Một cặp kẹp, đó, kẹp hologram khủng long siêu dễ thương luôn, 13.000 một cặp nha. Rồi đến là một cái cột tóc khủng long luôn, wow, 5.000 đồng. Cây bút chìa khóa 5.000. Còn đây là cây bút tàn hình thì nó có giá là 8.000. Wow, và có 3 loại kẹo thơm ngon của shop, bạn đều mua hết luôn nè các bạn ơi. Đó, những loại kẹo rất là hot. Đầu tiên sẽ là kẹo con mắt nha. Kẹo con mắt 23.000 đồng một bịch, có mắt đỏ, mắt xanh, mắt tím. Rồi, tiếp đến thì là kẹo trà sữa, những viên trân châu đường đen rất là ngon luôn nha. Một bịch như thế này là 40.000 đồng, kẹo trà sữa nè. Wow, trà sữa xong thì lại đến là trà đào. Rất là thơm luôn nha, trà đào ngọt ngọt nó, những cái viên giống như là đào vậy đó các bạn. Rất là ngon luôn á. Đó, và nó có giá là 38.000 đồng nha, màu hồng dễ thương. Rồi, bạn còn có mua thêm một cái sticker hologram 18.000, nó có 2 tầng. Một tầng là váy nè, siêu lấp lánh. Tầng phía dưới là những nàng công chúa rất là dễ thương, chỉ có 18.000 đồng. Rồi, và bây giờ là đơn hàng của Đỗ Thị Như Quỳnh, đơn hàng 528.000 đồng nha. Và dĩ nhiên tiền ship đã được giảm, chỉ còn có 20.000 đồng. Đầu tiên thì bạn mua đó là một cái vòng tay cá tính nha, 22.000. Rồi còn có là một cây son cherry. Đây, cây son cherry màu hồng dễ thương, 40.000 đồng. Và còn có đó là một cái cây cây son nha. Đây, cây son mà là son kem. Đó, son kem, son nước đó các bạn nha. Mình sẽ quặn ở cái đầu này nè. Đó, màu của nó rất là dễ thương luôn, cũng là 40.000 đồng một que kem.
Ta-da! Và còn có là một hộp sticker lụa gồm nhiều cái cuộn sticker nhỏ nè, và những cái tấm sticker rất là dễ thương để trang trí điện thoại iPad laptop nha, 50.000 đồng. Tiếp theo còn có là quyển sổ ma thuật khổ A5, 26.000 đồng để vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần. Và tiếp theo bạn còn có mua là hai mẫu quạt sạc nha. Đây là mẫu quạt đeo cổ 180.000 đồng. Đây là một cái mẫu quạt đứng lên được như thế này ha, và có thể phun sương luôn nè các bạn, là 150.000 đồng. Nó lại còn có cái hình dễ thương nữa. Và đây bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là quạt nó có hoạt động tốt không nha. Cái chỗ này thì chúng ta có thể bẻ lên bẻ xuống tùy chỉnh theo cái chỗ nào mà chúng ta cần mát nha. Nó có cái tay thở dễ thương giống như là cái tay phone vậy đó. Đây là cái nút công tắc của nó. Mình nhớ bấm và đè nó nha. Bấm đè luôn thì nó mới quạt nè. Đó. Rất là mát luôn. Bấm một cái nữa nó tăng tốc độ lên. Mạnh hơn nữa, rất là mát luôn. Và muốn tắt thì chúng ta cũng bấm đè. Như vậy thì nó sẽ tắt nha. 180.000 đồng, rất là tiện luôn, không có mỏi tay cầm, đeo lên cổ là ok, rất mát. Còn cái quạt này nè, các bạn xem nè, có thể đứng được nè, có thể phun sương nè. Đó, cái chỗ này mình còn có thể là để được cái điện thoại ở phía dưới nữa nè. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để kiểm tra ở bên trong ha. Ok. Nó có cái bình nước để mình châm nước phun sương nè. Để gắn vô. Rồi. Ha, cái chỗ này là để điện thoại được nè. Dây sạc. Đây phun sương ở đây nha. Mình sẽ bấm đè phun sương. Nè, nút này là nút phun sương, nút này là nút quạt. Ha, nó có cái hình này rất là dễ thương luôn nha. Đây. Rất là mát nha mọi người. Mạnh hơn. Mạnh hơn. Đó, và tắt ha. Còn nút này khi nào đó nó phun sương nè, thấy không? Đó nha. Thấy không? Thấy phun sương không? Đó. Rồi, mình sẽ bấm tắt. Ok, là nó tắt ha. Rất là tiện lợi luôn nha. 150.000 đồng. Xin chào Nguyễn Thị Thủy Ngân, đơn hàng 110.000 đồng. Và đây bạn mua rất là nhiều cái sổ sticker luôn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là 6 cái sổ sticker hình túi xách. Đây các bạn, đó, một cái túi xách gì ở bên trong của nó sẽ có rất là nhiều sticker đẹp luôn ha. Đây chúng ta có nè, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 túi nha. Mỗi túi như vậy chỉ có 5.000 đồng thôi. Rồi, tiếp theo thì là 10 quyển sổ hình dán sticker. Lấy hai loại cho bạn luôn, loại sổ lớn, sổ nhỏ. Nó đều rất là nhiều hình khác nhau ha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ở bên đây là 1, 2, 3, 4, 5 nha. Mỗi quyển như vậy cũng là 5.000. Tan tan, chị Liên ơi, đã đến đơn hàng của chị Liên 135.000. Wow, và chị mua đó là ba bạn búp bê mắt đá sườn xám cô gái Trung Hoa luôn nha. Chúng ta sẽ kiểm tra từng cô một. Đây các bạn xem nè, khuôn mặt lông mi đồ rất là đẹp luôn ha. Cái sườn xám này là màu xanh gốm, giống như là gốm sứ vậy đó các bạn. Đó, rất là đẹp ha, tóc màu hồng vàng. Tiếp đến là cô thứ hai, đó khuôn mặt cũng rất là xinh, với váy hoa hồng, đó áo sườn xám hoa hồng, tóc là tím vàng, rồi màu hồng nhạt hơn đó, giống như là tranh phong thủy gì sơn thủy gì các bạn, những nhành hồng mai đào rất là may mắn, đẹp luôn, khuôn mặt cũng đẹp nữa nè nha. Đây tóc vàng trơn, 35.000 đồng một bạn. Đây các bạn xem là chưa tháo bịch ra đó, chưa tháo bịch ra cho các bạn kiểm tra kỹ hơn thì sẽ thấy là các cô gái này rất rất là xinh luôn nha. Đây đó, như thế này thì chúng ta đã nhìn rất là rõ rồi ha, nhưng mà mở ra còn đẹp hơn nữa đó. 35.000. Và tiếp đến là đơn hàng của Trần Nguyên Phát, 70.000 đồng. Yeah, và tiếp tục là một bạn búp bê mắt đá nha. Đây, mắt đá này rất là xinh luôn, khuôn mặt cực kỳ xinh. Mặc một cái áo sườn xám màu hồng đậm. Đây, các bạn xem nha, màu hồng đậm. Tóc là màu tím vàng. Đó, rất là xinh như thế này là 35.000 đồng ha. Lại còn có thêm một cái bịch phụ kiện vương miện, vòng cổ và lắc tay 5.000 cho búp bê nữa nè. Xin chào Lê Hữu Nguyên, đã đến đơn hàng của Lê Hữu Nguyên 60.000 đồng. Và đây bạn mua đó là hai cái bút nước kim tuyến. Đó, rất là lóng lánh lung linh đẹp ơi là đẹp, thỏ và pony nhé. 15.000 một cây. Và bây giờ Kim Diệu ơi, đã đến đơn hàng của Kim Diệu 262.000. Wow, có hai trái táo Oppo, đây là hai cái charm mỗi charm 5.000, có hình trái tim nữa nè. Một cái móc khóa chibi nam. Đó, mặc bộ vest nè ha, tóc thật luôn nè, có hoa đồ nữa, rất là đẹp luôn, như thế này 20.000.
Và còn có một em bé nữa nè, đó em bé đang ngủ nha, nón len nè, cái kén nè, rất dễ thương, là móc khóa được luôn nha, 25.000. Và còn có là bạn búp bê mắt đá Trung Hoa, mặc bộ sườn xám xẻ tà ha, rất là dễ thương như thế này luôn. Đó, khuôn mặt cực kỳ đẹp luôn nha, các bạn nhìn kỹ nè. Đó, mắt đá long lanh siêu đẹp luôn. Đó, tóc dài vàng như thế này nha, và chỉ có là 35.000 đồng thôi. Wow, và hãy xem đây là 3 ly nước ép nha. 3 ly nước ép có hút luôn nè. Nhìn rất là sang trọng và đẹp luôn nha. Cam, kiwi và dâu. Đây, đó là những cây bút toàn ten đó các bạn. Đó, mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng nha. Và tiếp đến thì còn có là hai anh kem nha. Đây các bạn xem khuôn mặt của anh kem nè. Đó, rất ngầu là đẹp trai. Mặc bộ đồ vest ha. Rồi, thêm một anh nữa là hai anh kem luôn. Đó, mỗi anh như vậy thì là 35.000 đồng. Đó, trong bộ vest rất là lịch lãm, đẹp nha. Wow, và còn có bộ này gối ôm và gối đầu nữa nha, 18.000 đồng. Rất là mềm ha, vải đẹp, bên trong là gòn tự nhiên nha. Còn có ba cái crunchy, đây là crunchy dâu, crunchy bơ và crunchy hoa cúc. Đó, hoa cúc trắng đen nè, rất là ngầu luôn nha. Mỗi cái như vậy thì là 13.000 đồng. Xin chào Phan Thị Thu Minh, đơn hàng 256.000. Ta-da! Ai mà xinh quá, xin thưa rằng đó là Blackpink và BTS nha. Đây là hình dáng của hai nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc. Mỗi một shot hình như vậy là 10.000. Wow, và còn có là cây quạt nữa nè. Đó là bút quạt nha. Đây, bút quạt BTS và Blackpink luôn, 10.000 một cây. Kẹo xương chó thơm ngon. Đây là kẹo xương chó thơm ngon nha. Đây các bạn, đó. Rất là ngon luôn, 10.000 đồng. Toàn ten, toàn ten. Và đây là những cây bút toàn ten, rất dễ thương, chỉ có 5.000 đồng một cây. Gói hình là Doraemon, là bút chì nhỏ nè, chìa khóa nè, trà sữa nè, rồi là sổ BTS nè, rồi đến là cà phê Starbucks nè. Mỗi cây bút như thế này là 5.000 đồng. Đây ha, mỗi cây như thế này thì là 5.000 đồng nè các bạn. Đó, rất là xinh luôn á. Tiếp đến thì cũng là một cây bút. Wow, một cây bút chì khổng lồ. Không, cũng không phải khổng lồ lắm, nó vừa vừa thôi. Rất là dễ thương nhưng thật ra không phải là bút chì đâu nha các bạn. Nó là một cái cây son kem. Wow. Đánh lừa mọi người khi bỏ nó ở trong cái hộp bút của mình nha. Rất là dễ thương luôn, 40.000 đồng. Củ cải không? Ai củ cải không? Và đây là không phải là củ cải bình thường đâu, nó sẽ là một cái bút xóa củ cải nha. Đây, bút xóa củ cải rất là dễ thương luôn, có giá là 16.000 đồng đó. Và bạn còn có mua đó là hai cái áo thun t-shirt BTS nha. Đây là một cái, hai cái. Mỗi cái như thế này thì là 50.000 đồng. Đây các bạn xem nè, 50.000 đồng một cái, rất là đẹp luôn. Đó, hỏng thẳng thôi chứ ai cũng đẹp hết nha. 50.000 một cái thôi. Và bây giờ cuối cùng là đơn hàng của Trần Gia Mẫn, đơn hàng 1 triệu 226.000 đồng. Đơn hàng khủng của chúng ta ngày hôm nay và được miễn tiền ship nha các bạn. Đơn hàng đồ chơi búp bê tuyệt vời luôn. Xin mời các bạn cùng xem. Và đây chúng ta sẽ ngắm sơ qua nha. Đây, những bạn búp bê rất là dễ thương luôn, chỉ có 35.000 đồng một bạn thôi. Đó ha, riêng ba bạn nam này thì là 45.000 nha. Ba bạn nam mặc đồ kiểu này thì là đang 45.000. Đây các bạn, áo thun và quần jean. Rồi ha, tới là đồ bay. Cô giáo thì là 70.000 đồng nha các bạn. Đây ha, búp bê cô giáo áo dài nè. Đó, mà áo dài có lấp lánh như thế này thì là 70.000 đồng. Còn lại những cô gái này đều 35.000 đồng hết. Chúng ta sẽ kiểm tra từng khuôn mặt ha. Đây, búp bê Trung Hoa, cô gái Trung Hoa mặc đồ sườn xám nè. Đó, trời ơi, quá đẹp luôn. Đủ hết các màu sắc nha. Và hai cô gái mặc áo dạ hội cũng như là cô gái đồ bay nữa, tất cả đều là 35.000 đồng. Đây, wow, quá đẹp luôn á, xuất sắc luôn đúng không nào. Đây, và đó là một dàn búp bê của bạn đó. Các bạn đếm thêm là tổng cộng là bao nhiêu bạn búp bê nha. 2, 4, 4 bạn sườn xám với hai bạn váy là 6, một cô giáo là 7, một bạn đồ bay là 8 với ba bạn nam nữa là 11 búp bê luôn. Quá xịn sò nha. Và ở phía dưới này các bạn xem là cũng có rất là nhiều quần áo ha, phụ kiện, cặp sách, tập sách, rồi thức ăn. Đây, giường ghế rồi ha.
đầy đủ luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần chi tiết nha. 11 bạn búp bê thì chúng ta đã kiểm tra rồi. Và chi tiết thì các bạn xem là bạn có mua thêm cho cô giáo một bộ áo dài nữa nha. Áo dài hoa nè, đó có viền nè, đó, quần trắng rất là đẹp luôn, là 40.000 đồng. Hai bộ đồ, hai bộ tập sách cho búp bê đi học, mỗi bộ là 12.000. Có laptop mini cho búp bê học bài và làm việc nữa nè, 5.000 một cái. Cặp táp nè thì các bạn xem nè ha, 2, 4, 6 cái nha. Đó, mỗi cái là 9.000 đồng để đi học bằng da rất là chắc chắn. Hai cái màu đen. Đây ha. Chúng ta cùng xem nè. Là hai cái màu đen. Rồi, một cái là màu nâu, một cái là màu xanh dương. Rồi cái nâu này nâu lạc hơn ha, và màu đỏ nha. Đây, màu đỏ nữa nè. Và mỗi một cái như thế này là 9.000 đồng. Và rất là nhiều váy đơn giản nha. Mỗi cái như thế này thì là 3.000 nè các bạn. Đó, 3.000 đồng ha. Chúng ta cùng xem nè nha. 1 nè, 2 nè ha, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nha, mỗi cái 3.000. Tiếp theo có lẽ là bạn đang tính mở một lớp học thì phải có cô giáo thì có một bộ áo dài đúng không? Rồi, có 3 bạn nam thì bạn mua là 3 bộ đồ học sinh nam luôn. Đây, mỗi bộ đồ học sinh như thế này á thì là 30.000 đồng nha. Có áo sơ mi và quần tây luôn các bạn. Đây, đồ học sinh nam ha. Rồi tới đồ học sinh nữ. Đồ học sinh nữ là 25.000 đồng một bộ. Bạn mua 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6 luôn nha. 6 bạn học sinh nữ. Đây, có áo và có váy ha. Còn có là hai cái cài tóc dễ thương nè. Mỗi cái như vậy thì là 5.000 đồng thôi. Wow, và có hai cái popping cooking làm kem mini dễ thương, mỗi cái 22.000. Gối cho búp bê nha. Đây, một bộ gối tím nè. Rồi là một bộ gối trắng. Đó, trắng trắng vàng. Rồi là hai bộ gối vàng nữa. Rất là đẹp, đủ màu hết luôn nha. Đó, màu tím này thì con trai xài rất là ok luôn ha. Thì đây, mỗi bộ như vậy là 18.000 nha. Gòn thiên nhiên và chất liệu vải rất là đẹp. Còn có là cái tủ lạnh nữa nè. Đây, tủ lạnh 4 ngăn nha, tủ lạnh 4 ngang 10.000 đồng. Vỉ giày 20.000 đồng nha, có những đôi giày bóp nè, rồi giày cao gót đầy đủ hết luôn. Hai cái giường, giường tím là hồi nãy có bộ gối tím luôn đó các bạn. Đó, giường hồng nữa nè. Tuy nhiên là mỗi cái giường về nó cũng còn có kèm theo gối nữa nha. Đó, có nệm rồi luôn. 60.000 đồng một bộ. Đây các bạn, 60.000 đồng một bộ giường, nệm, gối rồi ha. Và còn có bàn ghế rất nhiều cho các bạn ngồi học luôn nha. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ghế nha. Đây nè, 3, 6 cái ghế. Bàn thì 7.000 một cái nha các bạn. Đó, bàn thì 7.000 một cái. Tháo ra như thế này nè. Đó, còn ghế thì là 5.000 đồng một cái. Đây, đó, rất là nhiều luôn. Và với bộ sưu tập búp bê dễ thương như thế này thì tin rằng là bạn sẽ cho ra những cái câu chuyện búp bê, những câu chuyện lớp học búp bê rất là dễ thương luôn nha các bạn. Rất là dễ thương luôn như thế này, chỉ có 35.000 đồng một bạn thôi. Wow, quá xinh đẹp luôn đúng không? Đó, váy áo rực rỡ hết luôn. Và video thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Muốn đặt hàng thì hãy nhớ là 0937899707. Có thể nhắn tin bên Zalo, Facebook Bé Út Chibi 0937899707. Đó, cách thức mua hàng thì đây nha. Các bạn có thể chụp hình màn hình lại rồi đọc rõ hơn cách đặt hàng của shop ha. Còn bây giờ thì là bye bye. Bye bye. Xin chào những cô gái, những chàng trai rất là đẹp luôn.